Những thông tin, tài liệu về người ngoài hành tinh và UFO từ lâu vốn được coi là bí mật bị che giấu trong suốt nhiều thập kỷ. Kể từ sau sự kiện Roswell năm 1947, bất cứ thông tin nào có liên quan đến các hiện tượng dị thường đều nhanh chóng bị xử lý, chỉnh sửa để tránh khỏi sự tò mò của công chúng. Thế nhưng cho đến nay, khi quy định trong luật pháp của nhiều quốc gia đã thay đổi, những văn kiện mật của các chính phủ và cơ quan chức năng về vật thể bay không xác định và người ngoài hành tinh lần lượt được công khai. Qua những tài liệu giải mật này, có thể khẳng định UFO và sự sống ngoài hành tinh chắc chắn không phải là chuyện nhảm nhí như lâu nay người ta vẫn nghĩ. Đây có lẽ là cơ hội ngàn năm có một để chúng ta, những con người bình thường, có cơ hội tiếp cận gần hơn với sự thật. Vậy thì số tài liệu khổng lồ được công bố đã thừa nhận điều gì? Liệu đây có phải là nước đi quyết định của con người trong việc thay đổi nhận thức về các vấn đề ngoài hành tinh hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời những câu hỏi ấy trong 30 phút sắp tới của video. Các tài liệu mới được giải mật tiết lộ điều gì về người ngoài hành tinh? Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của các khán giả mà Vũ Trụ Nguyên Thủy đã ngày càng lớn mạnh và chuẩn bị đạt tới cột mốc 500.000 lượt đăng ký. Vì vậy rất mong các bạn có thể tiếp tục dành ra một vài giây để nhấn like cũng như chia sẻ video này rộng rãi hơn nữa. Đừng quên nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những sản phẩm mới nhất trên kênh. Còn bây giờ, hãy quay lại với nội dung chính. Thông thường, chúng ta vẫn luôn thấy Mỹ và Liên Xô cũ là hai quốc gia sở hữu nhiều tư liệu mật bậc nhất về vấn đề UFO hay người ngoài hành tinh. Cũng dễ hiểu thôi, bởi trong kỷ nguyên cực thịnh mà các sự kiện UFO được báo cáo, đây vốn là hai quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là UFO ít được chú ý hay ghi chép lại từ những quốc gia khác, ví dụ như Tây Ban Nha chẳng hạn. Tháng 10 năm 2016, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha đã công bố tập tài liệu dày 1.900 trang theo phán quyết của tòa án. Tập tài liệu bao gồm 80 hồ sơ được Thư viện Trung tâm của Không quân Tây Ban Nha đăng tải công khai trên website của Bộ. Trong đó có ghi lại nhiều vụ chạm trán phát hiện UFO tại nước này từ năm 1962 đến năm 1995. Mỗi hồ sơ bao gồm nhiều trang, trong đó ghi rõ vị trí, thời gian, tóm tắt sự kiện phát hiện UFO, cũng như cuộc phỏng vấn với các nhân chứng và hình ảnh của từng vụ việc. Hãy cùng nhau đi vào chi tiết hơn để xem số tài liệu ấy đã tiết lộ điều gì. Trong số tài liệu được công bố, sự kiện đầu tiên được ghi lại xảy ra vào năm 1962 tại Saint Xavier, còn sự kiện cuối cùng là vào năm 1995 tại Morón. Nổi bật ta có thể kể đến vụ việc tại Ferrol ngày 2 tháng 4 năm 1966. Khi các thủy thủ nhìn thấy vật thể đồ sộ trên bầu trời, cứ 5 phút lại thay đổi hình dạng một lần. Ngoài ra, phi công và phi hành đoàn trên chuyến bay chở Tổng thống Adolfo Suarez từ Đức đến Tây Ban Nha báo cáo về việc nhìn thấy UFO năm 1980 cũng rất đáng chú ý. Tuy nhiên, hai vụ việc này chưa thực sự tạo được niềm tin do có rất ít người chứng kiến cũng như trải nghiệm thực tế. Sự kiện then chốt tại Tây Ban Nha khiến cho niềm tin vào UFO tăng mạnh phải là sự kiện UFO Manises. Vậy thì đây là sự kiện như thế nào? Nó đã diễn biến ra sao? Và nó có liên quan gì đến số tài liệu vừa được công bố? Sự kiện UFO Manises xảy ra vào ngày 11 tháng 11 năm 1979 trên chuyến bay mang số hiệu JK-297. Theo kế hoạch, chuyến bay sẽ cất cánh từ Sandburg và dừng lại tiếp nhiên liệu trên đảo Maloka trước khi lên đường tới Las Palmas. Thế nhưng mọi thứ đã không hề suôn sẻ như vậy. Có gì đó không bình thường xảy ra lúc 23 giờ tối, khi chuyến bay đang đi được một nửa chặng đường. Francisco Javier Ledo de Tetaza, cơ trưởng của chuyến bay và phi hành đoàn, nhận thấy một dải ánh đèn màu đỏ đang tiến nhanh đến chỗ máy bay. Những ánh đèn này dường như đang tiến đến lại gần và có nguy cơ va chạm. Francisco yêu cầu thông tin về nguồn sáng từ mặt đất, nhưng cả radar quân sự và trung tâm điều hành bay ở Barcelona đều không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho những ánh sáng kỳ lạ này. Để tránh va chạm có thể xảy ra,
cơ trưởng đã thay đổi độ cao nhằm tránh né. Tuy nhiên, ánh sáng kia vẫn liên tục bám theo và giữ khoảng cách tương đối với máy bay. Vì vật thể này vi phạm tất cả các quy tắc an toàn cơ bản, và phi hành đoàn cho rằng hành động cắt đuôi là không thể. Cơ trưởng quyết định đi chệch hướng rồi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Manisis. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một chuyến bay thương mại buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì UFO. Tổ bay từ bỏ cuộc truy đuổi ngay trước khi quá trình hạ cánh diễn ra. Tuy nhiên lại có 3 tín hiệu UFO mới bị radar phát hiện. Mỗi tín hiệu có đường kính ước tính khoảng 200 mét. Rất nhiều nhân chứng trên máy bay còn tận mắt chứng kiến các vật thể này. Một trong những UFO bay qua rất gần đường băng của sân bay và các phi hành đoàn trên mặt đất liền bật đèn khẩn cấp để phòng trường hợp vật thể đó là một chuyến bay chưa đăng ký gặp khó khăn. Rất nhiều nỗ lực liên lạc đã được cả phía sân bay lẫn quân đội phát đi, nhưng không hề có câu trả lời nào được nhận lại. Không lâu sau, phía quân đội quyết định cho một chiếc Mirage F1 cất cánh từ căn cứ không quân Los Llanos gần đó để xác định hiện tượng. Phi công, đại úy không quân Tây Ban Nha Fernando Camara phải tăng tốc độ lên đến gần 1,4 lần tốc độ âm thanh chỉ để có thể bắt kịp vật thể. Nhưng bất chấp những nỗ lực ban đầu, nó vẫn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Tuy nhiên, không cần chờ đợi quá lâu, phi công lại nhận được thông báo về một tín hiệu radar mới, cho thấy rằng một vật thể khác có thể đang ở gần Sao Junto, Valencia. Khi phi công đến đủ gần, vật thể tăng tốc và biến mất một lần nữa. Tuy nhiên lần này, UFO dường như đã có tác động lại khi máy bay chiến đấu bị nhiễu loạn hệ thống điện tử hàng không. Cuối cùng, UFO biến mất, hướng đến châu Phi. Sau 1 giờ rưỡi truy đuổi, do thiếu nhiên liệu, phi công buộc phải quay trở lại căn cứ mà không có kết quả. Tác động công khai của vụ việc lớn đến mức, vào tháng 9 năm 1980, tin tức lan đến tận Quốc hội Tây Ban Nha. Dân biểu Thượng viện Enrique Mugisa Herzog đã công khai đề nghị lời giải thích chính thức từ phía chính phủ. Nhưng cũng giống như nhiều trường hợp khác, trường hợp nhìn thấy UFO này đã bị bác bỏ và vụ việc được cho là do một loạt ảo ảnh quang học kỳ quái gây nên. Báo cáo chính thức đầy đủ được không quân Tây Ban Nha giải mật vào tháng 8 năm 1994, nói rằng phi công lái chiếc Super Caravelle JK-297 là Javier Sazen de Tejada. Phi hành đoàn hạ cánh tại sân bay Manisis và đại úy không quân Fernando Camara có thể đã bị đánh lừa bởi ánh sáng cường độ cao phát ra từ một khu liên hợp công nghiệp hóa học. Những hiện tượng kỳ lạ trên chuyến bay mà máy bay chiến đấu gặp phải không được đề cập trong thông cáo công khai. Tuy nhiên, lỗi hệ thống điện tử trên máy bay Mirage F1 có thể được giải thích là do hạm đội 6 Hoa Kỳ đóng quân trong khu vực và đang sử dụng thiết bị tác chiến điện tử cực mạnh trong khi chờ đợi kết quả từ vụ khủng hoảng con tin Iran. Phi công chiến đấu F1, Fernando Camara, đã bác bỏ khả năng như vậy và nói rằng hạm đội 6 ở quá xa. Và hơn nữa, hệ thống của mình bị chập chờn khi anh ta cố gắng ngăn chặn UFO. Cuối cùng, không có bất cứ lời giải thích cụ thể nào được đưa ra từ phía quân đội để phản bác lại lời nhận định của Fernando Camara. UFO Manisis cũng bị lãng quên dần theo thời gian bởi những sự kiện tầm cỡ hơn. Sau Tây Ban Nha, nước Anh cũng khiến cả thế giới kinh ngạc khi công bố nhiều tài liệu bí mật dưới áp lực từ các luật mới. Tháng 10 năm 2008, Bộ Quốc phòng Anh đã công bố 19 tài liệu mật liên quan tới các vật thể bay không xác định. Trong đó có cả thông tin về những cuộc chạm trán ở cự ly gần giữa các máy bay và UFO. Tài liệu được đăng tải trên trang web của Cục Lưu trữ Quốc gia Anh với nhiều vụ việc đáng chú ý, đặc biệt là vụ việc năm 1957. Khi đó, một phi công chiến đấu người Mỹ đang làm nhiệm vụ tại căn cứ không quân Anh trong thời kỳ cao điểm của chiến tranh lạnh đã được lệnh bắn vào một UFO bất thường di chuyển trên vùng biển Bắc. Nhưng sau mọi nỗ lực tiếp cận, vật thể kia biến mất nhanh chóng mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Không lâu sau, phi công đó cùng một đồng nghiệp khác tiếp tục được lệnh điều khiển máy bay vào đêm ngày 20 tháng 5 năm 1957 để bám theo và ngăn chặn một vật thể bất thường hiện trên màn hình radar tại căn cứ không quân Hoàng gia Manston, cách London khoảng 100 km. Bay hết tốc độ suốt một đêm dài, bắn tổng cộng 24 quả tên lửa. Nhưng rốt cuộc, người ta vẫn không thể xác định vật thể kỳ lạ kia là gì.
trong một lần xuất hiện trên kênh Sky News của Anh. Phi công Mỹ về hưu Milton Torres khẳng định ông chính là người phi công năm xưa trong tài liệu của Bộ Quốc phòng Anh. Torres cho biết mình đã luôn nỗ lực suốt 50 năm qua để đưa sự thật về UFO ra ánh sáng. Dù chưa bao giờ nhìn thấy UFO bằng mắt thường, nhưng rõ ràng ông đã nhìn thấy nó trên màn hình radar của máy bay. Vật thể bay bí ẩn biến mất ngay trước khi ông có cơ hội bắn nó. Bất ngờ nó xuất hiện, nhưng rồi nó lại bay đi mất và bỏ chúng tôi lại đằng sau. Nó giống như một loại máy bay của người ngoài hành tinh. Nó rất lạ và bay rất nhanh. Milton Torres còn cho biết thêm. Sau đó một quan chức chính phủ đã gặp ông ta và yêu cầu ông không được tiết lộ câu chuyện. Khi những trang tài liệu mật được công bố, người ta không chỉ tò mò về những gì mà nó đề cập, mà còn lấy đó làm cơ sở để phân tích, lý giải các sự việc được ghi nhận ngày trước. Vào ngày 28 tháng 12 năm 1980, Phó Chỉ huy Căn cứ Không quân Anh, Trung tá Charles Hart nhận được tin báo về những cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra xung quanh hai căn cứ không quân RAF Bentwaters và RAF Goodrich. Ông lập tức bỏ dở bữa tối đang dùng mà chạy ra ngoài kiểm tra sự việc. Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Cách đó 2 ngày, nhân viên Sergeant Jim Peniston, sĩ quan John Burrage, Bert Stevens và những người khác cũng mô tả mơ hồ về các ánh sáng siêu nhiên bất thường, phi thuyền hình tam giác dày và những vết cháy trên mặt đất. Mặc dù Peniston và Burrage cho rằng họ hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức được những gì nhìn thấy, nhưng sĩ quan chỉ huy của họ lại yêu cầu họ giữ im lặng tuyệt đối. Sự cố UFO ở Randlesham mà chúng ta đang nhắc tới được xem như một trong những vụ nhìn thấy UFO nổi tiếng nhất từng được ghi lại. Danh tiếng của nó ở Anh không kém gì sự kiện Roswell năm 1947. Nó đã tạo ra một loạt các tài liệu liên quan, từ hình ảnh, ghi âm đến lời khai tận mắt chứng kiến khác nhau về UFO. Điều này đã khiến những người đam mê tìm tới khu vực rừng rậm này nhiều hơn với hy vọng làm sáng tỏ điều gì đó. Tuy nhiên cũng có không ít người hoài nghi về tính xác thực của vụ việc năm xưa. Liệu ta có thể tìm thấy bằng chứng nào thật sự thuyết phục cho câu chuyện này hay không? Trong số tất cả các thông tin liên quan, đáng chú ý nhất là các thông tin đến từ Jim Peniston, John Burrage và Charles Hart. Sự kiện này diễn ra trong 2 ngày, bắt nguồn từ 26 tháng 12 năm 1980 đối với Peniston và Burrage, sau đó là ngày 28 tháng 12 năm 1980 với Trung tá Charles Hart, với binh lính của ông như chúng ta vừa mô tả. Trong cả hai lần chạm trán, vật thể bí ẩn chỉ bay lơ lửng, phát ra ánh sáng cường độ rất mạnh, rồi dường như tan biến vào hư không. Vậy thì trong lần đầu tiên, Peniston và Burrage đã nhìn thấy những gì? Ngày 26 tháng 12 năm 1980, tại cổng phía đông của căn cứ RAF Goodrich, đội tuần tra an ninh gồm Bert Stevens và Sergeant Jim Peniston nhìn thấy những ánh sáng đỏ rực kỳ lạ xuyên qua tán cây rậm rạp của rừng Randlesham. Họ nhanh chóng báo cáo về vụ việc và sĩ quan chỉ huy cũng xác nhận rằng có thứ gì đó đã được phát hiện từ một khu đất trống gần bìa rừng phía đông. Dù đã 3 giờ sáng, nhưng Peniston vẫn nhận được lệnh điều tra thứ kỳ lạ vừa nhìn thấy. Stevens ở lại vị trí của mình, còn Peniston cùng John Burrage, một người khác, cùng đi thực hiện nhiệm vụ trên chiếc xe Jeep của đơn vị. Họ cùng nhau tiến đến nơi mà vật thể kia được cho là đã hạ cánh. Nhưng khác với suy đoán, dường như vật thể lạ không hề hạ cánh. Burrage và Peniston chỉ thấy nó lơ lửng trong không trung rồi vụt mất khỏi tầm mắt. Điều này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của họ. Mặc dù tốc độ của nó rất nhanh, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Trong số 2 người, chỉ có Peniston là dám đứng ra cung cấp báo cáo về những gì nhìn thấy. John Burrage thì thậm chí còn không dám tin vào mắt mình. Trong tuyên bố của mình trước mọi người, Peniston mô tả chi tiết về vật thể như sau. Vật thể lạ cao 3 mét, nó không có thiết bị hạ cánh rõ ràng như máy bay của chúng ta. Nhưng nó dường như cố định vô cùng chắc chắn trên mặt đất. Tôi tiến lại gần hơn một chút và đi vòng quanh quan sát. Không khó để cảm nhận được lớp vỏ ngoài giống như một loại thủy tinh đen, mờ và mịn. Khi cả Peniston và Burrage quay trở lại căn cứ, họ đã phải thận trọng khi viết báo cáo về vụ việc cho sĩ quan trực ca chỉ huy của mình. Cả hai quyết định viết một biên bản
hạ thấp tính kỳ bí của những gì họ nhìn thấy. Trong lời khai của mình, họ chỉ nói đã thấy một vật thể cơ học với ánh sáng đỏ, xanh lam và trắng, nhưng thiết bị này đã biến mất trước khi chúng tôi có thể nhìn rõ hơn. Cả hai đều được lệnh giữ im lặng tuyệt đối, và họ đã làm như vậy. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được Peniston quay lại khu vực này vào ngày hôm sau để xem xét bãi đáp. Trên nền rừng, Peniston phát hiện ra những ấn tượng hình tròn do một vật nặng tạo ra. Chúng cách nhau 3 mét. Trong báo cáo đã viết, Burrage và Peniston cũng tiết lộ rằng vết cháy xuất hiện gần các vết lõm trên mặt đất. Vào ngày 28 tháng 12, Phó Chỉ huy căn cứ bằng một cách nào đó vẫn nhận được thông tin về vụ việc. Trung tá Charles Hart nhận được thông báo rằng UFO đã quay trở lại gần nơi diễn ra vụ việc ban đầu. Mặc dù các tuyên bố của Peniston đã bị bác bỏ, Trung tá Hart vẫn quyết định tập hợp một đội nhân viên được trang bị đèn pha, ống soi ban đêm, thiết bị ghi âm và máy đo bức xạ để sẵn sàng ghi lại mọi thứ đang xảy ra. UFO xuất hiện, tiến đến từ phía nam, bay với tốc độ đáng kinh ngạc và phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ xuyên qua các tán cây. Ánh sáng phát ra từ vật thể quá mạnh đến nỗi các cảm biến trên phạm vi ban đêm bị cháy hết. Chúng tiếp tục bay lượn khắp khu rừng và cánh đồng mà ta không rõ mục đích. Bản thân Trung tá Hout và nhóm của ông sau này luôn xác nhận việc nhìn thấy UFO. Hout chia sẻ câu chuyện của mình với văn phòng điều tra đặc biệt. Như Burrage và Peniston, ông được yêu cầu giữ im lặng để bảo vệ danh tiếng của chính mình, và quan trọng hơn là danh tiếng của không quân Anh. Dù vậy, Trung tá Hout vẫn được phép viết một bản báo cáo chi tiết cho Bộ Quốc phòng về những sự kiện đã xảy ra. Nhờ đạo luật thông tin, bản báo cáo của Trung tá Hout sau này được công khai để mọi người đọc. Những người tò mò đã đến thực địa và phân tích các bằng chứng cho việc nhìn thấy UFO ở rừng Randlesham. Và rồi chúng ta bắt đầu có một số mâu thuẫn nảy sinh. Vào ngày 25 tháng 1 năm 1985, The Guardian đăng một bài báo thảo luận về những gì được nhìn thấy trong sự cố UFO ở rừng Randlesham. Trước khi thu hút sự chú ý của The Guardian, một phi công bí ẩn sử dụng tên giả là Art Wallace đã tham gia nhiều cuộc phỏng vấn trên truyền hình và báo địa phương về những gì anh ta nhìn thấy vào ngày 26 và 28 tháng 12 năm 1980. Art Wallace tuyên bố là nhân chứng cùng với Burrage, Peniston và Hout. Tuy nhiên, thông tin của người này có vẻ chi tiết hơn rất nhiều so với ba người còn lại. Trong câu chuyện của Wallace, ông tuyên bố rằng Trung tá Hout cùng nhóm binh lính đã gặp phi thuyền hạ cánh và tự giới thiệu với những người ngoài hành tinh nhỏ bé về hành tinh của chúng ta. Lời kể này mâu thuẫn với những gì Trung tá Hout đã tuyên bố, vì ông chỉ đề cập rằng ông và các nhân viên của mình đã chứng kiến những ánh sáng kỳ lạ. Hout chưa bao giờ đề cập đến bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc gặp gỡ người ngoài hành tinh trong báo cáo ghi âm hoặc bản ghi chép mà ông báo cáo với Bộ Quốc phòng. Vì những mâu thuẫn này, Hout, Burrage và Peniston đã tránh xa Wallace vì họ cảm thấy sự thiếu chính xác của anh ta đang hạ thấp những gì thực sự xảy ra đêm đó. Vào tháng 6 năm 2010, cựu Trung tá Hout đã đồng ý một lần nữa ghi lại những ký ức của mình về sự cố UFO ở rừng Randlesham trong bản ghi chép dài 2 trang giấy. Thật không may, ký ức của chính ông cũng mâu thuẫn về hướng của ánh sáng, vị trí của điểm hạ cánh và số lượng vật thể xuất hiện trên bầu trời so với bản báo cáo trước đây. Một phần lớn người theo dõi và quan tâm đã hoàn toàn mất niềm tin vào sự kiện. Lý giải cho hiện tượng theo góc độ thực tế hơn, nhiều người cho rằng những gì mà các binh lính đã nhìn thấy thực tế là một trận mưa sao băng ở miền nam nước Anh. Hiệp hội Thiên văn Anh báo cáo có một trận mưa sao băng cực sáng xảy ra vào thời điểm Trung tá Hout đang tìm kiếm UFO. Cường độ và độ sáng của mưa sao băng có thể đã gây ra các điểm nóng chói mắt làm cháy cảm biến ban đêm. Một ý kiến khác cho rằng vào cùng thời điểm mưa sao băng, các binh sĩ có thể đã nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng Orphaness, được coi là ngọn hải đăng sáng nhất ở Vương quốc Anh thời điểm đó. Với nhiều lời giải thích thay thế khác nhau, sự kiện UFO trong rừng Randlesham dường như không thể có được câu trả lời hợp lý nhất. Và đến nay, khu rừng vẫn thu hút rất nhiều lượt người ghé tới mỗi năm để tìm kiếm sự thật,
19 tài liệu mật liên quan tới các vật thể bay không xác định được công bố bởi nước Anh có thể mở ra hy vọng cho việc giải mã sự cố UFO nổi tiếng này. Năm 2012, Bộ Quốc phòng Anh tiếp tục giải mật khoảng 4.000 trang tài liệu về UFO, bao gồm các báo cáo về việc người dân thấy vật thể bay lạ, thư và các câu hỏi của nghị sĩ quốc hội. Những trang tài liệu này được thu thập từ năm 1981 đến 1996, mô tả nhiều vụ UFO nổi tiếng nhất trong thập niên 80 và 90. Chẳng hạn, một tài liệu cho thấy, vào tháng 7 năm 1996, vật thể bay màu vàng kỳ lạ xuất hiện phía trên một nghĩa địa tại hạt Cheshire, nước Anh, và phóng ra tia sáng cường độ cao xuống đất. Khi cảnh sát tới nghĩa địa để điều tra, họ thấy 4 thanh dây đường sắt bốc khói, trong đó một thanh có lỗ với đường kính chừng 10cm. Hồ sơ mật của Bộ Quốc phòng Anh còn ghi nhận sự việc về UFO ở Bỉ. Từ tháng 11 năm 1989 đến tháng 4 năm 1990, không quân Bỉ nhiều lần phái máy bay phản lực chiến đấu để truy tìm UFO. Các động thái minh bạch thông tin từ Tây Ban Nha và Anh đã phần nào đó giúp chúng ta đến gần hơn với sự thật. Và quan trọng, đó cũng là tín hiệu khiến nước Mỹ buộc phải có hành động tương xứng. Trong tình thế đó, nước Mỹ đã làm gì? Liệu họ có công khai thêm điều gì khác hay không? Tại Mỹ, thời gian gần đây, các cơ quan nhà nước như Cục Tình báo Trung ương CIA, Cục Điều tra Liên bang FBI hay Cơ quan An ninh Quốc gia NSA cũng lần lượt công bố các tài liệu giải mật về người ngoài hành tinh. Mới đây nhất là việc công bố tài liệu mật của CIA vào tháng 11 năm 2016 sau nhiều nỗ lực kiện tụng kéo dài của các nhà vận động ủng hộ tự do thông tin. Trong số tài liệu có các báo cáo về địa bay, có nhiều tài liệu ghi lại các vụ phát hiện UFO ở khu vực xung quanh dãy Himalaya. Khoảng 21 giờ ngày 19 tháng 2 năm 1968, một vật thể sáng di chuyển với tốc độ cao bay ngang qua bầu trời phía đông bắc Nepal và phía bắc Sikkim. Vật thể lạ có hình dạng thuôn dài, phát ra những tia sáng màu đỏ và xanh lá cây. Âm thanh như tiếng sấm rền phát ra vài giây sau khi nó xuất hiện. 3 ngày sau, tại Thimphu, thủ đô Bhutan, người ta phát hiện vật thể lạ khác di chuyển với tốc độ cao không gây ra tiếng động, nhưng phát ra ánh sáng màu xanh dương. Đến ngày 4 tháng 3 năm 1968, một UFO được phát hiện di chuyển từ phía đông sang tây gần đèo Changla thuộc Ladakh, bay qua căn cứ không quân Ấn Độ ở khu vực Phúc Chê và Koyun. Vật thể sáng trắng và kèm theo 2 tiếng nổ. Ngoài ra còn có một tia sáng đỏ theo sau làn khói trắng. CIA thậm chí còn đưa ra một số bức ảnh được cho là chụp những vật lạ như UFO và một bộ phận cơ thể của người ngoài hành tinh. Theo CIA, các tài liệu mới công bố có thể cung cấp giải thích khoa học cho những trường hợp phát hiện UFO. Khác với tài liệu của CIA, những tài liệu do FBI cung cấp dường như có xu hướng đi vào chi tiết và đặc điểm nhận dạng các sự kiện có liên quan đến người ngoài hành tinh hơn là mô tả một cách tổng quát. Có lẽ do đặc tính chuyên môn và nghiệp vụ nên điều này cũng là dễ hiểu. Các đặc điểm mà FBI nêu ra có nội dung như sau. Đầu tiên, một số đĩa bay được báo cáo chở theo phi hành đoàn, số khác được điều khiển từ xa. Thứ hai, hầu hết họ thực hiện nhiệm vụ trong hòa bình. Một số rất ít các trường hợp ghi nhận trường hợp trả đũa lại trong quá trình con người cố gắng tiếp cận. Về hình dáng, hơn một nửa số báo cáo ghi nhận người ngoài hành tinh đến trái đất trông tương tự như con người. Họ không phải là người trái đất mà đến từ thế giới của họ. Đĩa bay nói chung và phương tiện di chuyển nói riêng thường sở hữu công nghệ phản trọng lực. Đó cũng là lý do mà không một thiết bị nào từ con người có thể tiếp cận đến gần họ. Tuy nhiên, các đặc điểm này hầu hết đã quá quen thuộc. Chẳng cần tới FBI thì có lẽ chúng ta cũng đã tự biết về nhau từ rất lâu về trước rồi. Lẽ nào trong số tài liệu khổng lồ được công bố chẳng có lấy thông tin đáng chú ý nào hay sao? Tài liệu mà chúng ta mong chờ nhất mang tên Hodder Memo được công bố vào năm 2013. Tài liệu này được viết vào ngày 22 tháng 3 năm 1950 bởi Guy Hodder. Lúc đó ông là người đứng đầu văn phòng FBI ở thủ đô Washington DC. Trong tài liệu có viết, một điều tra viên của lực lượng không quân Mỹ báo cáo 3 chiếc đĩa bay đã được phát hiện tại bang New Mexico. Chúng có hình tròn với phần giữa nổi lên và có đường kính khoảng 15,2 mét. Trong mỗi chiếc đĩa bay chứa 3 sinh vật có hình dạng giống người nhưng chỉ cao khoảng 1 mét.
mặc bộ đồ làm từ kim loại với kết cấu hết sức tinh vi. Những bộ đồ này che kín cơ thể họ, giống như những bộ đồ của phi công. Một số người đã liên hệ tài liệu này với cái được cho là âm mưu che đậy một vụ rơi UFO ở Roswell, New Mexico. Nhưng FBI tuyên bố, tài liệu Hoddle xuất hiện gần 3 năm sau sự kiện gây chấn động ở Roswell vào tháng 7 năm 1947. Không có lý do gì để tin rằng hai vụ việc này có liên hệ với nhau. Việc công bố các tài liệu, dù là từ phía CIA hay FBI, đều có cảm giác họ vô cùng miễn cưỡng. Không hề có dấu hiệu nào cho thấy những thông tin quan trọng nhất sẽ được họ đưa ra ánh sáng. Dù sao, những tài liệu mới này cũng là thành quả sau hàng chục năm đấu tranh của nhiều tổ chức khác nhau quan tâm đến vấn đề UFO. Đồng thời, đây cũng là tác động lớn, củng cố thêm nhiều thông tin táo bạo, tưởng chừng như hoang đường vốn luôn bị hoài nghi. Tiêu biểu trong số đó là giả thuyết về một căn cứ ngầm của người ngoài hành tinh dưới lòng đất mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngay bây giờ. Người làng có tên là Dulce, New Mexico, là nơi sinh sống của chưa đầy 3.000 cư dân. Nơi đây thậm chí không có đèn giao thông, mà chỉ nổi tiếng bởi có khu bảo tồn Sicaria Apache. Tuy nhiên, cộng đồng nhỏ bé và khiêm tốn này lại là điểm đến đặc biệt hấp dẫn với những người tò mò và những người theo thuyết âm mưu về người ngoài hành tinh từ nhiều năm trở lại đây. Đa số họ đều tin rằng bên dưới thị trấn là một cơ sở quân sự 7 tầng bí mật được gọi là căn cứ Dulce. Trong nhiều thập niên qua, có không ít người loan tin rằng người ngoài trái đất đã tiến hành các cuộc thử nghiệm trên con người với sự giúp đỡ của quân đội Mỹ ngay tại căn cứ bí mật bên dưới lòng đất ở Dulce. Các thông tin ghi nhận bắt đầu vào những năm 1970 khi sĩ quan Gabriel Valdez phát hiện những vệt sáng kỳ lạ trên bầu trời và xác một con bò trên mặt đất tại Dulce với những vết cắt khó giải thích. Trong cuốn sách A Culture of Conspiracy, hay tựa đề tiếng Việt là Nền văn hóa thuyết âm mưu, Michael Bakun, tác giả, nhà nghiên cứu, cho rằng các vụ xác gia súc với hàng loạt vết cắt khó hiểu thường gắn liền với việc người dân nhìn thấy UFO. Nhà nghiên cứu này thậm chí còn nhấn mạnh khu vực biên giới hai bang Colorado, New Mexico đã trở thành một trong những địa điểm nổi tiếng nhất trên khắp nước Mỹ về những vụ bắt gặp người ngoài hành tinh đầu những năm 1980. Từng nghiên cứu rất nhiều về người ngoài hành tinh và những lý giải về sự xuất hiện của UFO trên trái đất vào những năm 1980, Paul Benowitz, một nhà vật lý và doanh nhân, khiến dư luận chấn động với tuyên bố chính phủ đang âm mưu thực hiện kế hoạch liên kết với người ngoài hành tinh để thống trị loài người. Ông nhận thấy những thiết bị điện tử của mình bị vô hiệu hóa mỗi khi ông có tiến vào vùng Albuquerque ở New Mexico. Vì vậy, Benowitz tin rằng người ngoài hành tinh đã cố gây nhiễu loạn nhằm ngăn con người tiếp cận khu vực này. Năm 1988, ông thực hiện công trình mang tên Dự án Beta và cảnh báo nguy cơ loài người bị người ngoài hành tinh tấn công trong tương lai. Sau những cáo buộc của Paul Benowitz, những chuyên gia quân sự và cơ quan tình báo trung ương CIA nhiều lần can thiệp, liên tục đưa ra những bằng chứng cho thấy ông có vấn đề về thần kinh, thậm chí còn đưa ông vào danh sách những đối tượng cần theo dõi sát sao. Sự gắt gao của giới chức Mỹ càng làm dấy lên nghi ngờ của dư luận rằng họ đang tìm cách xóa mọi dấu vết về sự tồn tại của căn cứ Dulce trước những con mắt dòng ngó. Tháng 5 năm 1990, nhà nghiên cứu UFO John Lear tuyên bố đã thu được 4 bằng chứng độc lập rằng cấu trúc 7 tầng ngầm là có thật. Lear từng là cựu phi công và làm việc trong chính phủ. Ông cũng là con trai của người sáng chế máy bay Learjet. Vì vậy rất nhiều người tin tưởng nhận định của ông. Trong các nghiên cứu của mình, Lear thậm chí đã đi sâu mô tả nhiều giống loài người ngoài hành tinh khác nhau được cho là đã đến thăm trái đất. Rất nhiều lập luận của Lear đã trở thành nền tảng cho những tuyên bố tiếp theo về căn cứ của người ngoài hành tinh ở New Mexico. Có thể thấy rằng, khi thông tin về những vụ việc UFO hay người ngoài hành tinh được công bố, sự hỗn loạn nhất định đã diễn ra, dù không quá đáng lo ngại. Hiện nay các quốc gia ngày càng cởi mở hơn về vấn đề này và sẵn sàng đề cập tới nó một cách công khai. Mới chỉ cuối năm 2023 thôi, Quốc hội Mexico còn tổ chức hẳn một phiên điều trần liên quan đến hai xác ướp được cho là có nguồn gốc từ người ngoài hành tinh. Trong tương lai không xa, rất có thể chúng ta sẽ không còn phải phân tích về sự thật giả của thông tin thêm nữa. Thông tin luôn là yếu tố quyết định trong nhiều vấn đề lớn.
thông tin càng minh bạch, chính xác và chi tiết, thì vấn đề lại càng sáng tỏ, rõ ràng. Bạn có nghĩ những tài liệu được công bố chưa hẳn là tất cả những gì chúng ta có? Phải mất bao nhiêu lâu nữa toàn bộ thông tin mới được tiết lộ? Video hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Mọi ý kiến thảo luận và đóng góp hãy để lại ở phía dưới phần bình luận của video này. Còn bây giờ, Việt Cường thay mặt ekip xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người có một ngày tốt lành với gia đình.